Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học kỹ năng sống, tiếp tục chủ đề nghề nghiệp 4.0. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học Vững bước tương lai. Để lớp học trực tuyến của chúng ta trở thành một môi trường lành mạnh và hiệu quả, các em hãy lưu ý những điều sau. Điều 1. Tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để học tập. Điều 2. Chăm chú lắng nghe bài giảng và làm theo hướng dẫn. Điều 3. Để đồ dùng học tập như bút, tập kỹ năng sống trong tầm tay. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu bài học thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mang tên Ai thông minh hơn học sinh lớp 6. Trò chơi này của cô rất đơn giản. Và trò chơi này như sau. Cô sẽ trình chiếu các hình ảnh tương ứng với các nghề nghiệp. Và dĩ nhiên là cô sẽ không trình chiếu hết rồi, mà cô sẽ che đi một phần. Và các em sẽ đoán tên nghề nghiệp đó. Let's go. Và hình ảnh đầu tiên, wow, đang hiện ra trên màn hình là một anh chàng rất đẹp trai với một nụ cười rất tỏa nắng ha. Anh ta đang cầm một cái vật gì đó có màu xanh. Không biết tới đây thì có bạn nào đã đoán được đây là nghề gì chưa ạ? Nghề nghiệp không xuất phát từ anh thanh niên này, mà nghề cô muốn nhắc đến là đối với một người đang giao tiếp với anh này. Và đó chính là nghề tài xế công nghệ. Rồi, hình ảnh thứ hai, lại là một chàng trai rất là có duyên. Và chàng trai này rất nhiều bạn ha, rất nhiều bạn giới trẻ bây giờ đang biết tới cái độ hot của anh này. Và chắc chắn các bạn đã biết được đây là nghề gì rồi đúng không ạ? Chính xác, đó là streamer. Và hình ảnh thứ ba, lại là một hình ảnh cực kỳ quen thuộc và cực kỳ dễ cho các bạn đoán được đây là nghề gì. Và chính xác, đây là nghề YouTuber. Rồi, và hình ảnh cuối cùng, một hình ảnh, đây là một cô gái ha. Một cô gái, tuy rằng mình chỉ xem được một phần của cô gái này thôi, nhưng có vẻ như cô gái này đang rất là đẹp. Và cô gái này đang làm một cái hành động gì đó. Và nhìn xung quanh cô ta thì mình thấy, một chiếc máy quay. Kèm theo đó là những bảng màu mắt, cũng như là phấn, kẻ mắt và gương. Và tới đây thì chắc hẳn các bạn biết cô muốn nhắc đến nghề nào rồi đúng không? Chính là beauty blogger. Rồi, và xã hội thay đổi ngày càng nhanh, dẫn đến sự ra đời của các ngành nghề mới. Và các ngành nghề mới xuất hiện, như lúc nãy cô vừa điểm qua 4 nghề mà rất quen thuộc đối với giới trẻ hiện nay. Một, tài xế xe ôm hay là taxi công nghệ. 2. YouTuber. 3. Streamer là những người phát sóng trực tiếp khi chơi trò chơi điện tử. Và việc phát sóng trực tuyến có thể được thực hiện qua các nền tảng như là YouTube hay là Facebook. Và ngoài ra thì mình có một số ngành nghề mới ở trong xã hội hiện nay, như là nghề về tư vấn hướng nghiệp, nghề lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, hay mình gọi là tổ chức sự kiện. Các nghề như là kinh doanh online, bán hàng trực tuyến trên các phần mềm, cái nghề nữa như là cái dạng giống như là beauty blogger mà cô đang chiếu hình ảnh ở đây, đó là từ những xuất phát từ những người có tầm ảnh hưởng, là những người nổi tiếng tạo xu thế có tầm ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng. Họ có thể là một ngôi sao trong một lĩnh vực nào đó, họ có thể là một hot girl hay là hot boy nổi tiếng, có rất nhiều lượt follow trên Instagram, hay là họ là một vlogger được người biết đến trên diện rộng. Bên cạnh đó thì có cái nghề mới như là khoa học về dữ liệu, là khoa học về việc quản trị và phân tích các dữ liệu. Gần đây thì xuất hiện ngành nghề rất là nổi về chạy quảng cáo, thì mình hay gọi là chuyên viên chạy quảng cáo. Thì họ là tác giả của những ý tưởng và thông điệp quảng cáo dựa trên những yêu cầu mong muốn của khách hàng. Và còn rất nhiều các ngành mới trong cái xu hướng hiện nay.
Để hiểu rõ hơn về đặc điểm và khó khăn của một số ngành nghề thì cô mời các em sang phần thực hành xử lý tình huống. Và cô sẽ đưa ra 4 tình huống. 4 tình huống này sẽ đặc trưng cho 4 ngành nghề, cho 4 ngành nghề khác nhau. Và các em sẽ hóa thân mình vào cái ngành nghề đó để xử lý các tình huống trong vòng 2 phút. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Tình huống đầu tiên, trong giờ học, trong giờ trả bài kiểm tra, có một học sinh thắc mắc với thầy về kết quả bài kiểm tra. Thưa thầy, bài của em làm giống hệt bài của bạn Thắng. Tại sao bạn ấy lại được 8 điểm mà em chỉ được có 5 điểm? Nếu em là giáo viên, em sẽ xử lý như thế nào? À, ngày đầu tiên mà các em sẽ hóa thân vào đó là giáo viên, và cụ thể trong trường hợp này là một thầy giáo rất là đẹp trai ha. Rồi, các em hãy suy nghĩ trong vòng 2 phút. Mình có thể dừng video của cô này lại để suy nghĩ và đưa ra đáp án xem thử là cái cách mình xử lý và cách cô xử lý có tương đồng với nhau hay không, mà có phù hợp với nhau hay không nha. Rồi, và đối với trường hợp này thì cô có gợi ý trả lời như sau. Em nhẹ nhàng và nói: em đã nhìn kỹ bài, đã kiểm tra kỹ bài hay chưa? Mang bài của em và bài của Thắng lên đây cho thầy kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, nếu thật sự mình, thầy giáo là người sai, thì mình phải xin lỗi trước lớp và đặc biệt là cái bạn học sinh mà mình đã chấm nhầm. Không sao cả, mình sai thì mình nhận lỗi và mình sẽ khắc phục nó bằng cách mình sẽ chấm lại điểm kiểm tra và sẽ nhập lại điểm kiểm tra đúng như mình cái bài mà vừa chấm lại đúng như học sinh phản ánh. Còn nếu như trong trường hợp học sinh sai thì mình có thể nhắc nhở học sinh: lần sau em hãy chú ý kỹ hơn và những cái vấn đề để không làm ảnh hưởng tới những người khác. Em hãy nhớ là mình phải thật cẩn thận nhé. Rồi, và đó là tình huống số 1, rất đơn giản đúng không? Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó đâu, khi mình đi làm thì còn rất nhiều cái trường hợp khác xảy ra nữa cơ. Và bây giờ thì mình không thể nào mình nói hết tất cả những cái tình huống xảy ra trong lúc mình giảng dạy được đúng không nào? Thì các em sẽ tìm hiểu từ từ qua sách báo, qua bạn bè, qua thầy cô, qua ba mẹ và qua thực tiễn trong cuộc sống. Rồi, đến với tình huống số 2 nha. Tình huống số 2, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em ở bệnh viện. Có một bệnh nhân đến khám đau bụng. Người nhà bắt buộc em phải khám ngay lập tức, bỏ qua những người đã đợi trước đó, và có dấu hiệu muốn hành hung em nếu em không làm theo. Vậy trong trường hợp này, nếu em là bác sĩ, em sẽ làm gì lúc này? Vậy, trong trường hợp này thì cô sẽ hướng dẫn mình cách xử lý như sau. Nhưng mà trước khi mà nghe cô hướng dẫn thì mình dừng video lại và mình suy nghĩ cách mình sẽ xử lý như thế nào nha. Và trong trường hợp này thì mình sẽ dựa vào cái tình hình thực tế hiện tại lúc đó đúng không? Mình xem thử bệnh nhân của mình có nguy kịch hay không. Nếu thật sự bệnh nhân của mình nguy kịch, mình không thể nào để cho bệnh nhân xếp hàng đợi đúng không ạ? Mình sẽ sắp xếp bên mình sẽ liên hệ với lại trong cái cơ quan mình đang làm ha, sắp xếp có thể là đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu luôn để kiểm tra được cái tình hình sức khỏe bệnh nhân lúc đó. Còn trong trường hợp bệnh nhân chỉ là đang đã có dấu hiệu bị đau bụng, hay là trước đó bị đau bụng hay sao đó, và bây giờ mình chỉ đến khám để muốn tìm hiểu được cái nguyên nhân, cái gốc gác của cái việc mình bị đau bụng như thế nào, thì mình có thể mình nói nhẹ nhàng với lại bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân là mình cần phải xếp hàng, cần phải đợi tới lượt, mình cần phải lấy số, vì ở đây cũng đang có rất nhiều người đang cần được khám, đang cần được chữa, họ đến trước để khám, nên là mong là người nhà thông cảm ha, mong là người nhà thông cảm. Còn nếu trong trường hợp mà người nhà không thông cảm và có những cái dấu hiệu là muốn hành hung em, thì
em phải nhờ đến bảo vệ hoặc là lực lượng chức năng để can thiệp và giúp đỡ. Đó, thì đó là cái cách cơ bản để mình xử lý thôi. Thì dĩ nhiên mình sẽ có những cái cách khác nữa, thì mỗi người sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau. Và quan trọng là cái mấu chốt ở đây là mình sẽ ứng xử nó sao cho nó phù hợp, nó không ảnh hưởng tới các bên là tốt nhất. Rồi, tiếp theo tình huống số 3. Một chú bé đang cầm một cái micro ha, và đang là hát. Tình huống số 3 như sau, liên quan đến nghệ ca sĩ đang hát trên sân khấu với hàng nghìn khán giả, bỗng nhiên nhạc bị tắt đột ngột. Nếu em là ca sĩ trong trường hợp đó thì em sẽ làm gì? Rồi, mình cùng dừng video này lại và mình suy nghĩ trong vòng 2 phút để mình đưa ra cái cách xử lý của mình nhé. Trong trường hợp này cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Khi mà mình đang hát mà nhạc của mình bỗng nhiên bị tắt đột ngột thì mình cứ bình tĩnh, mình bình tĩnh và mình tiếp tục hát trong lúc đợi bộ phận kỹ thuật điều chỉnh ha. Mình cứ bình tĩnh tiếp tục hát, đó là một cách để mình thể hiện đây là giọng hát thật của tôi, tôi đang rất tôn trọng khán giả, tôi đang rất trân trọng và yêu quý khán giả, tôi đang hát bằng cái tấm lòng, bằng trái tim và bằng thực lực của tôi, bằng giọng hát thật của tôi mà tôi không nhép. Thể hiện được giọng hát nội lực của mình nè, vừa thể hiện được cái bản lĩnh làm chủ sân khấu của mình nữa đó. Và tình huống cuối cùng, một cái tình huống mà dạo gần đây mình hay nghe rất nhiều ha, tại vì cái nghề này nó mới nổi ở gần đây, nên là mình nghe cũng khá là nhiều. Và cụ thể tình huống này như sau: một anh GoFood nhận được đơn hàng là 20 ly trà sữa trân châu từ một vị khách. Sau khi xác nhận đơn hàng xong thì anh đi mua, và sau khi mua xong thì anh giao hàng đến địa chỉ khách hàng, nhưng anh gọi hoài gọi mãi thì không được, và sau đó gọi được thì khách hàng nói là khách hàng hết thèm rồi, với lại chờ lâu quá uống trà đã hết khát rồi. Sau đó thì tắt máy và khóa máy luôn. Anh rất lo sợ khi tiền đã mua hết 20 ly. Nếu như em là cái người giao hàng này thì em sẽ làm gì? Trong trường hợp này em sẽ làm gì đây? Và mình cũng suy nghĩ trong vòng 2 phút và đưa ra câu trả lời nha. Rồi, trong trường hợp này cô sẽ có cái hướng dẫn giải quyết như sau. Mình đồng ý là sẽ có rất nhiều người khi mà không kiềm chế được cái cảm xúc của mình thì có thể là sẽ chửi nè, sẽ tìm cách hay là sẽ gây gỗ với những người có mặt ở đó. Nhưng mà cái cách đó không phải là cách tốt, đánh nhau không phải là cách tốt, và nó sẽ làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. Mình hãy bình tĩnh, mình xử lý, mình có thể thương lượng lại với khách hàng, trình bày cho khách hàng biết nếu như có cơ hội, hoặc nếu như mà không có cơ hội để trình bày cho khách hàng và thương lượng với khách hàng thì mình có thể báo về với lại bên cái bộ phận mà mình đang làm việc, là cái trụ sở của GoFood, để trình bày sự việc và để sẽ có những cái hướng giải quyết một cách cụ thể và có cái hướng hỗ trợ nếu như mà mình bị bom hàng. Và lần sau á, khi mà mình nhận những cái đơn hàng nó nhiều như thế này thì mình cần phải gọi điện trước cho khách hàng để xác nhận thông tin kỹ trước khi mà mình tới mình mua, mua cái đơn hàng đó để đem qua cho khách hàng. Phải xác nhận lại thông tin lần nữa và xác nhận thật kỹ, và nói với khách hàng là thông cảm vì hàng nhiều nên là khách hàng có thể đợi tôi lâu một tí xíu, tôi sẽ đến ngay sau khi có thể. Đó, thì đó là những cách giải quyết, và mỗi người thì sẽ có mỗi cách giải quyết khác nhau. Vì cơ bản là mình giải quyết sao mà cho cái sự việc của mình nó được giải quyết một cách là tốt, hiệu quả và êm đẹp nhất có thể. Rồi, thì mỗi nghề nghiệp thì sẽ có những thuận lợi và những khó khăn nhất định. Chúng ta có thể định hình qua 6 từ định hướng như sau. Thứ nhất, what là cái gì? Mình phải hiểu nghề nghiệp đó là gì. Thứ hai là who, ai làm, ai phù hợp với công việc đó.
thứ ba là where, ở đâu. Công việc đó sẽ làm ở đâu. When là khi nào. Công việc đó sẽ làm khi nào. Thời gian làm việc là khi nào. Why là tại sao. Tại sao mình phải làm công việc đó. Và how là như thế nào. Mình sẽ làm nó bằng cách nào. Mình sẽ làm công việc đó như thế nào. Công việc đó có những thuận lợi và khó khăn gì. Tức là mình phải là người nắm rõ được các đặc điểm nghề và dựa vào 6 cái từ khóa mà cô vừa gợi ý để mình sẽ có những cái định hướng rất là rõ ràng cụ thể cho bản thân. Rồi, thì sau bài học này thì các em hãy ghi nhớ 3 điều sau. Điều 1 là mình cần nghiêm túc và chủ động tìm hiểu và cân đối giữa sở thích, năng lực của mình và nhu cầu xã hội cần để tìm ra nghề nghiệp phù hợp và nghề nghiệp lý tưởng. Thứ hai là phải tìm hiểu đặc điểm nghề, các khó khăn thuận lợi của nghề một cách rõ ràng nhất để có những thiết ứng xử sao cho phù hợp. Và thứ ba, để mình thực hiện được cái ước mơ, để cho cái sự nghiệp về nghề nghiệp của mình nó vững vàng hơn, thì ngay từ bây giờ, ngoài việc mình tìm hiểu hai ý cô vừa nêu trên, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải xây dựng kế hoạch học tập một cách rõ ràng, chi tiết, cụ thể. Và từ đó chúng ta hãy áp dụng cái lộ trình học tập với kế hoạch học tập đó để chúng ta học tập thật tốt. Rồi, cô tin rằng là đối với các em học sinh rất là dễ thương, thông minh, lanh lợi và đáng yêu, thì các em sẽ xây dựng cho mình được những cái lộ trình học tập phù hợp để vững bước trên con đường tương lai. Và chúc cho các em học tập thật tốt và thành công. Chào tạm biệt các em.